Tôi sống ở đây rất là lâu rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy cái hiện tượng mà cá chết nước thối đen xì như thế này, nó bốc mùi hôi thối rất là khó chịu, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con xung quanh. Thì thôi đề nghị với cấp trên làm nào cho cái hồ này nó nước nó trong sạch để người dân xung quanh đây không phải chịu ảnh hưởng đến mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con ở đây.